Lý Nhã Kỳ tổ chức tiệc độc thân cho diễn viên Phương Lan. Trước ngày diễn ra hồng lễ với ông xã Phan Đạt, Phương Lan được đàn chị Lý Nhã Kỳ tổ chức buổi tiệc chia tay độc thân ở một tụ điểm giải trí tại thành phố Hồ Chí Minh. Lý Nhã Kỳ và Phương Lan diện áo đồng phục hình thỏ, quẩy tưng bừng. Cô cho biết mình và diễn viên gái già lắm chưa có mối quan hệ thân thiết sau những lần tham gia các chương trình truyền hình chung. Lý Nhã Kỳ nói, Lan hài hước, duyên dáng, chân thành. Càng tiếp xúc tôi càng yêu mến, gắn bó với em ấy. Tôi mừng cho Lan sắp tìm được bến đỗ bình yên. Buổi tiệc này để lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ của Lan và những người bạn trước khi có chồng. MC Dinh Lê cũng góp mặt, mừng diễn viên gái già lắm chiêu sắp theo chàng về Dinh. Phương Lan nói, cô đã có một buổi tối đầy ắp niềm vui và những kỷ niệm khó quên bên những người bạn. Lý Nhã Kỳ cho biết, trong lần tham dự talk show trà chiều cùng Mợ Chánh do cô sản xuất, Phương Lan tâm sự chuyện tình yêu của mình và Phan Đạt. Cô ngưỡng mộ hai bạn bởi họ rất hiểu nhau, sẵn sàng thay đổi để vun đắp hạnh phúc. Cô hy vọng sắp tới bắt được quà cưới của Phương Lan, xin với cô dâu, mong sớm tìm được một nửa phù hợp. Hôn lễ của Phương Lan sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến nhiều nghệ sĩ như Lan Ngọc, Thùy Anh, ST Sơn Thạch, BB Trần sẽ làm phù dâu, phù rể cho vợ chồng nữ diễn viên. Sau đám cưới theo nghi thức truyền thống, ngày 20 tháng 11 Phương Lan còn mở tiệc ở nhà hàng, mời đông đủ bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của vợ chồng cô tới chung vui. Vào đầu tháng 12, cặp Uyên Ương sẽ ra Ninh Bình quê chú rể đãi tiệc họ nhà trai. Sau đó, vợ chồng Phương Lan có kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!